Bích Tý xin thân ái mến chào toàn thể quý khán giả của Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại hôm nay rất là vui mừng được trở lại cùng với anh Võ Văn Bằng. Em xin kính mời anh. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Thì giờ thưa, hôm nay chúng tôi cũng xin trình bày cái đề tài là lần trước chúng tôi xin đề bài cái trí tuệ, thì trong đó có cái trí hữu sư và trí vô sư. Thì giờ hôm nay thì ngoài hai cái trí đó thì chúng ta có một cái trí mà cái danh từ của Phật giáo gọi là trí Bát Nhã Ba La, Bát Nhã Ba La Mật. Thì trước hết thì xin cô đọc cho cái tâm kinh của Bát Nhã. Bát Nhã Tâm Kinh. Dạ, dạ vâng, thưa anh, cái Bát Nhã Tâm Kinh có nghĩa là anh nói về cái trí Bát Nhã Tâm Kinh Ba La Mật Đa đó phải không thưa anh? À dạ thưa như dạ, vậy vâng. Dạ vâng, thì bây giờ được anh coi như là giải thích cho một cái câu không đó, đó. Không đó mà bây giờ em cũng mới hiểu được, chứ từ trước giờ chúng em cứ tụng thì chúng em chỉ biết là tụng Bát Nhã Tâm Kinh Ba La Mật Đa thôi. Dạ. Gọi như Bát Nhã Tâm Kinh đấy. Dạ vâng, thì bây giờ vâng, và kính mời quý khán giả nghe lại cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Dạ, ngày dạ thưa, là bây giờ em đọc tiếng Việt anh dạ, nhỉ. Dạ thưa dạ. Dạ vâng. Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu vì trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì soi thấy năm uẩn là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng như, chẳng sạch, chẳng thân, chẳng bớt. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, không sắc, thanh, hương, vị, sắc, pháp, không có nhãn giới, đều không có ý thức giới, không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, không có già chết mà cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, tức là tứ diệu đế, không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí Bát Nhã này thì tâm không còn chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh niết bàn. Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã này mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh quá. Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chắc vô thượng, là chú cao nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật, không hư dối. Cho nên khi nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là phải nói câu chú Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Dạ vâng, đó là cái bài mà Bích Tý mới đọc bằng tiếng Việt là Bát Nhã Tâm Kinh. Dạ, thưa anh, cái Bát Nhã Tâm Kinh đó thưa anh thì nó thật sự ra là rất là cao diệu. Vâng, thì bây giờ em xin hỏi anh có thể giải thích cho quý khán giả là cái quán tự tại có nghĩa là như thế nào thưa anh? Dạ thưa, cảm ơn cô. Dạ, dạ. Quán tự tại tức là nói đến Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái danh hiệu. Thì trước tiên cả chúng tôi cũng xin thưa cái qua thôi, cái nguồn gốc của cái kinh Bát Nhã. Dạ thưa, đây là một cái đoạn kinh cô đọng lại trong cái bộ kinh Bát Nhã
gồm có là 600 quyển. Dạ, thì trong cái thời kỳ đó là thời kỳ thứ bảy, do bên nhà Đường đó, và do cái ngài Huyền Trang đã đích thân qua Ấn Độ gặp bao nhiêu những cái gian nan cực khổ để tịnh được cái kinh. Dạ, thì sau này các vị tổ cố đọng lại gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, thì chỉ còn cùng có 262 câu thay, 262 chữ mà thôi. Thì ngay cái đầu đề á, thì như cô vừa hỏi là cái thứ nhất là kinh là cái lời Phật dạy đó, còn cái Bát Nhã nó đi chung là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Maha là giờ tròn vẹn đầy đủ, Bát Nhã tức là qua bên kia bờ, Ba La Mật Đa là qua bên kia cái bờ giải thoát đó. Thành thử trong ngay cái đầu đề á, giờ cũng đủ nói toát lên được là cái mục đích của cái câu kinh. Dạ, thành thử cái Maha Bát Nhã Ba La tức là vượt qua cái trí tuệ ở qua bên kia cái bờ giải thoát đó, gọi là trí Bát Nhã. Thành thử thưa quý vị, như cái lần trước chúng ta đã học trí vô sư, trí hữu sư là thế nào, còn ngoài hai cái trí đó là cái trí của con người chúng ta trên cái thế giới này, ngoài cái trí đó có một trí siêu việt, và thứ gọi là cái trí Bát Nhã Ba La, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và thưa cô như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, chứ còn cái năm uẩn ở trong cái kinh này như là cái, là như thế nào thưa anh? Dạ, dạ. Thưa cái năm uẩn tức là cái con người của chúng ta cấu tạo bởi cái năm uẩn gọi là sắc đấy. Là cái uẩn đó là gì? Năm uẩn tức là năm cái giác quan thôi, tai mắt mũi lưỡi xúc giác và cái trí giác nữa, đó gọi là cái năm giác quan. Thì cái năm giác quan đó là cái ngũ uẩn, người ta gọi là thường hay cái ta. Thành ra ngay trong cái tâm là một cái mà gọi là điều ngự điều khiển tất cả các năm cái giác quan đó. Thì thường thường cái năm giác quan đó thì như chúng tôi cũng giống như quý vị, cái mắt của mình thì thấy cái sắc nào mà nó đẹp ấy, cái sắc nào mà nó phóng cảnh hoặc là con người ấy, người ta thường hay cái cặp mắt nó cung cấp cho tâm, cái người đó đẹp hay là hôm nay cái cảnh nó đẹp, đó là về cái mắt, một cái uẩn. Cái thứ hai nữa là cái mũi của chúng ta thường thích ngửi những cái mùi thơm tho, cái miệng của chúng ta, cái lưỡi của chúng ta thích nếm những cái ngọt bùi. Thành được tất cả những cái uẩn đó nó đưa về cho chúng ta, đưa về trong cái tâm của chúng ta, giúp cho chúng tâm chúng ta có một ý thức gọi là xấu, tốt, đẹp, thích. Nó ảnh tóm lại tất cả những cái tham vọng đều do tất cả cái ngũ uẩn đó cung cấp. Cho nên người ta trong kinh nói ngũ uẩn giai không, chứ không này cũng phải là không có. Nó có nhưng mà thưa quý vị, có mà có sai. Có là do cái gì? Do cái dục tính, do cái thích thú của chúng ta mà cung cấp cho chúng ta. Chứ không phải là nó, cái chân lý cũng phải là sự thật. Đó. Thành thử là ngũ uẩn giai không, không có cái gì cả. Cái không này cũng phải là không có, nhưng mà có trong một cái giả dối, hay là có trong một cái giai cái ngắn ngủi. Đó thì thật ra thưa quý vị, cái kinh Bát Nhã như quý tôi đã thưa trước là 600 quyển mà chỉ cố đọng lại 262 quyển, thì cố đọng lại rất là khó khăn, rất là khó hiểu. Cho nên khi mà giải thích thì thật ra rất rất khó khăn. Thì chúng tôi xin tạm thời lấy một thí dụ như thế này. Dạ. Ví dụ như chẳng hạn như thưa cô thấy cái cờ đó, cái cờ mà giữa cờ quốc gia hoặc là cái cờ của chúng ta, thì người ta nói thường hôm nay phất cờ phất, hay là hôm nay cái cờ nó rụ xuống, thì giờ thưa có đúng hay không? Dạ. Dạ, ý anh nói là bây giờ bất cứ cái cờ nào mà thấy mà nó thấy phất lên thì chúng ta thấy chỉ dạ, ngay đó là cái cờ thôi. Phất. Dạ. Thì thật ra thưa cô như thế này, chúng tôi cũng thì giờ thành cũng xin trả lời. Dạ. Thật ra cái cờ phất cũng phải cờ nó phất được, hay là cái cờ rụ cũng phải là nó đứng lại được. Nhưng mà sở dĩ nó phất đi á, là vì nó có cái gió nó thổi đi cho nó phất. Chứ cờ là cờ, còn khi mà cờ rũ thì cũng có gió, thì nó rũ xuống. Thành thử chúng ta nhìn một cách sai, cái trọng tâm của cái điểm chính của nó á, là cờ thôi. Đó, chứ chúng ta từ có một cái cảm giác, cái thấy của chúng ta để đưa vào trong cái ý thức, tức là chúng ta bảo cờ phất đó. Khi mà chúng ta kết luận cờ phất là cái ý thức, là cái cờ phất, nhưng mà thật cờ là cờ chứ nó cũng phất đó, hay là cái cờ rụ
Đấy, thì thường thường có những cái tang lễ gì đó đồ có tầm văn ở tầm vực quốc gia thì cái cờ rủ xuống đâu ở nửa cột, thành ra cái đó là chúng ta đặt cái đó là cờ rủ cái buồng, chứ không phải là chỉnh cho buồng, cờ nó cũng có buồng, cờ nó cũng có bay, cờ nó cũng có phất, nó tự nhiên như vậy. Cho nên chúng ta phải trả lại cái sự thật cho cái vật chất, kể cả ví dụ như con người của chúng ta nữa. Con người của chúng ta không phải là con người mà là con người. Là vì sao vậy? Là vì con người chúng ta có làm chủ được đâu. Vì con người là nó do tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa tạo nên con người. Mà khi mà cái tứ đại đó to tán ra thì chúng ta trả về lại. Nhưng mà đó là không 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 tất cả. Nhưng mà có cái có là gì? Là cái tâm thức, cái mà không sinh không diệt, tức là cái tâm hồn hay là cái linh hồn, thì tùy theo cái quan niệm của mỗi tôn giáo. Ví dụ như bên Thiên bên Công giáo, bên Thiên Chúa giáo gọi là cái linh hồn, bên Phật giáo là cái tâm thức. Đó, thành thử là tùy theo cái quan niệm tôn giáo để chúng ta thấy có. Mà cái có đó là có và mãi mãi có vĩnh viễn. Cho nên Trung Kinh nói sắc sắc không không hay là tất cả đều có đều không là tất nhiên là rất là khó khăn, vì một cái danh từ đó rất là tiểu tượng trong Kinh Bát Nhã. Dạ, thưa anh, có phải anh nhắc đến cái câu mà sắc tức thì không, không tức thì sắc đó phải không ạ? Tức là có không không đó phải không? À, dạ thưa như vậy. Tức là mình chúng ta, mình ý nói cái thân chúng ta đây là có đây, nhưng mà thật sự ra nó cũng là không có. À, dạ thưa, giờ cũng cái có một cái phần có và một cái phần không. Khi mà cái không ở đây là có, nó có chứ không phải không, nhưng mà nó có một cách giả tạo. Nó có một cách giả tạo, thành ra chị cô rất là khó khăn. Ví dụ giả như chúng ta thấy một cái, chúng ta đi biển chơi, chúng ta thấy những cái đợt sóng nó vồ lên, đưa vô lên vô xuống ở ngoài biển khơi như vậy. Thì nếu chúng ta cho là sóng, nhưng mà đấy, trong sóng á, là cũng do cái nước mà tạo ra, hoặc là sợ gì có sóng là do có gió, có gió, cũng như cái cơ á. Sợ gì cơ phất là cũng có gió nó mới phất, chứ nếu không nó vẫn đứng nguyên ở đó. Thành từ cơ cũng là cơ, là cũng có, nhưng mà đến khi mà cơ phất á, thì vì có gió nó có tính cách giả tạo, cũng có tính cách chốc lát, có tính cách ngã hàng. Cho nên người ta thường hay nói sắc không phải là không, mà không cũng phải là sắc. Đó, thành ra cái mà rất cái những cái danh từ đó chúng ta phải là rất là khó hiểu đó, nhưng mà cố gắng để mà làm thế nào để mà chú thâm nhập cái kinh được là một cái vấn đề chứ không phải là dễ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã giải thích cho Bích Ti và quý khán giả nghe một phần của cái mở đầu của cái Bát Nhã Tâm Kinh thưa anh. Nhưng còn cái những cái câu như mà thọ tưởng hành thức ấy, nó như thế nào thưa anh? Dạ, cái từ cái đó, từ cái điểm mà từ cái điểm đó mà ta suy ra thọ, tức là những cái cảm giác đó, những cái cảm giác là buồn vui, cực khổ sung sướng, là những cái cảm giác đó từ bên ngoài nó đưa vào chúng ta. Cho nên chúng ta có những lúc băn khoăn, có những lúc khắc khoải bởi vì những cái cảm giác bên ngoài. Ví dụ như con người chúng ta gắn bó về cái thấy, ví dụ thấy một cái người đang đau khổ, thấy một người cái này kia thì tự nhiên cái lòng chúng ta thấy buồn. Đó, chứ cái lòng chúng ta là lòng chúng ta thôi, nhưng mà vì sao chúng ta thấy buồn? Là vì chúng ta đã chia sẻ được những cái nỗi vui buồn. Đó là cái cảm giác, thì cái đó là quy hóa cái cảm giác của thế giác. Nhưng mà giờ đối với những cái trí bậc nhã là vượt qua bên kia, vượt qua cái thế giác này, thì họ không có buồn, họ không có vui. Đó, vì cái buồn cái vui tức là do mình chỉ chốc lát thôi. Đó, chứ cái tâm á, thành tự giờ thưa bên đối với Phật giáo á, đến nỗi bây giờ thưa không có thiện mà cũng có ác nữa. Đó, vì cái thế giới của khi mà đã, cái trí bậc nhã đã thoát qua một cái cảnh của cái thế giác này thì không có buồn, không có vui. Đó, khi mà cái trí bậc nhã đã thâm nhập vào trong cái trí bậc nhã thì có một cái độc lập của một cái tâm của con người. Dạ, thành nữ rất là khó khăn thành ra. Dạ. Dạ thưa anh, 48.000 kinh điển của Đức Phật để lại đó, thì yeah, chúng ta phải nói là cũng nghĩa là kinh pháp bao la như như biển đó anh nhỉ, làm sao mình có thể hiểu thấu được. Nhưng mà thưa anh, thôi thì bây giờ chúng ta là Phật tử thì chúng ta hiểu được đến đâu chúng ta cố gắng thực hành đến đó thì nó cũng giúp ích cho cái đời sống của chúng ta. Thưa anh, còn
em còn thấy giải thích trong đó có những cái tướng mà tướng pháp thì lúc mà có lúc không thì nó như thế nào thôi, những cái tướng pháp của con người chúng ta đấy trong cái kinh đó. À dạ, dạ. Cái tướng pháp á, là cái tướng pháp là rất là khó, vì cái tướng của chúng ta khi thì thế này, khi thì thế kia. Đó pháp tức là những cái pháp là một cái con người hay là cái cảnh gọi là cái pháp đó. Thì cái tướng đó nó biến chuyển, nó như thế này như thế kia, chứ không phải là nó giữ nguyên một chỗ. Ví dụ như cô thấy như thế này, cái con người buồn á, đó, thì tự nhiên cái cảm giác của mình á, nó có thể dây cho con người ấy, làm cho con người nghĩa là đau đau đớn, làm cho con người âu sầu, đó là gọi là cái pháp, cái tướng pháp của con người đó. Cũng giống như cái cảnh cũng vậy, đôi khi cái cảnh là cảnh chứ lại cảnh không có buồn, cảnh không có vui đó, nhưng mà chúng ta chỉ gán vào đó là cái pháp, cái ảnh hưởng do cái hai cái cảm và cái ứng, do cái duyên với nhau để tạo nên. Mà cái duyên với nhau thì nó có tính cách giá trị giai đoạn thôi, chứ nó không hoàn hảo được, không có chân thật được. Dạ. Yeah. À, dạ vâng, quý khán giả đang nghe chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại do Bích Ti và anh Võ Văn Bằng phụ trách. À, nãy giờ quý vị đang theo dõi cái phần mà Bát Nhã Tâm Kinh mà anh Bằng đã giải thích cho chúng ta. Vâng, và xin quý vị đừng có rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần giới thiệu thương mại. Xin cảm ơn.